Các bạn thấy tại sao mà những cái trong cái hẻm nhỏ mà hẻm sâu mà bị cháy đó thì xe chữa cháy khó tiếp cận. Anh ấy bán chổi. Các bác Grab cũng... Đấy, khách Tây mà các bạn thấy họ cũng đi, cũng len lỏi luồn lách vô tút trong này. Đó, rồi, đây đi. Đó, họ cũng không biết là đi rồi nó tới đâu nữa. Đi hẻm nhỏ chút xíu xíu thôi. Đó, họ lại ra đây. Đó. Đấy, các bạn thấy là hẻm bé tí tèo 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 luôn. Mê cung luôn. Như là cái trò chơi đánh trận này các bạn. Hẻm này ấy, các bạn mà chở đồ vào trong nhà cũng rất là khó. Cô bác anh chị nào mà buổi đêm mà mình đêm tối mà tắt hết đèn, tắt hết điện đấy, mà cô bác có đủ can đảm để mình đi trong những cái hẻm nhỏ đấy thì hãy comment. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn ngày mưa. Thưa quý cô chú anh chị, ngay lúc này thì mình đang có mặt ở góc của cái con hẻm 335 đường Võ Văn Tần và hẻm số 2/46 đường Cao Thắng. Và hướng này các bạn là chúng ta sẽ di chuyển ra con đường Nguyễn Sơn Hà, và cuối con đường này đó là chúng ta sẽ ra đường Cao Thắng. Bây giờ mình sẽ đi để cô bác anh chị chúng ta cùng với Tuấn Dương di chuyển trong cái ngày Sài Gòn mưa, để coi cuộc sống sinh hoạt của người Sài Gòn. Hồi nãy thì Sài Gòn đã có một cơn mưa khá là lớn. Sau đó khoảng hơn một tiếng, khoảng chính xác là khoảng 2 tiếng thì trời đã ngớt mưa. Bây giờ thì vẫn còn những cái hạt mưa nho nhỏ, và đường xá thì cũng vẫn đang bị ướt. Thì Tuấn Dương sẽ đưa các cô chú anh chị cùng lang thang Sài Gòn. Đây là những cái căn hẻm nhỏ xíu xiu. Đây thuộc đường Nguyễn Sơn Hà rồi nha các bạn. Quẹo phải thì chúng ta có thể đi ra được cái con đường Võ Văn Tần. Đường Nguyễn Sơn Hà thì có một khúc thôi. Thưa cô ba anh chị, trước mặt chúng ta là Kỳ Duyên Beauty Store. Đó, không biết cái cửa hàng này có phải của cô Kỳ Duyên hay không ạ. Đang ở nằm ở trên con đường Cao Thắng, phường 2, quận 3 này. Không biết có đúng là của Kỳ Duyên hay không, nhưng mà nhìn thấy bên ngoài là thấy lấy hình của cô Kỳ Duyên nhìn rất là đẹp luôn. Kỳ Duyên là MC rất là nổi tiếng trong Thúy Nga Paris.
Trước mặt quý cô chú anh chị là công ty du lịch Festival nằm trên con đường Cao Thắng với một cái slogan cũng rất là dễ thương, đó là nụ cười trên những chuyến đi. Tuy nhiên thì lúc này Tuấn Dương thấy ở phía trước là rào chắn lại rồi gạch đá đổ lung tung beng đó, và nguyên cái khu này là đang đóng hết, là khách sạn Festival là cũng đóng cửa này, rồi cà phê trà là cũng đóng cửa luôn đó. Phía trước là các cái tài xế đậu xe dịch vụ massage này nọ cũng đóng cửa luôn. Còn kế bên đó các bạn là cái tòa nhà văn phòng cho thuê cây này các bạn này, cho thuê mặt bằng 58A Cao Thắng, có để cả số điện thoại luôn. Bây giờ mời cô bác anh chị chúng ta tiếp tục đi trên con đường Cao Thắng. Đây, chúng ta sẽ dừng ở đây để mời cô bác anh chị quay một cái cùng coi một cái địa điểm nữa bên kia đường đó các bạn, đó là công ty du lịch Festival Việt Nam. Thì trước mặt quý cô chú anh chị là công ty du lịch Festival nằm trên con đường Cao Thắng với một cái slogan cũng rất là dễ thương, đó là nụ cười trên những chuyến đi. Tuy nhiên thì lúc này Tuấn Dương thấy ở phía trước là rào chắn lại rồi gạch đá đổ lung tung beng đó, và nguyên cái khu này là đang đóng hết, là khách sạn Festival là cũng đóng cửa này, rồi cà phê trà là cũng đóng cửa luôn đó. Phía trước là các cái tài xế đậu xe dịch vụ massage này nọ cũng đóng cửa luôn. Còn kế bên đó các bạn là cái tòa nhà văn phòng cho thuê rồi ngay ngoài gốc cây này các bạn này, cho thuê mặt bằng 58A Cao Thắng, có để cả số điện thoại luôn. Thời buổi này có vẻ như là không có dễ kiếm tiền. Trước đây chỉ cần có cái mặt bằng trống là có thể là buôn bán kinh doanh hoặc là cho thuê. Tuy nhiên hiện nay thì ở Sài Gòn cũng còn rất nhiều những cái mặt bằng đẹp ở vị trí đắc địa mà khó cho thuê cho mướn. Đây, chúng ta vẫn đang có mặt ở trên con đường Cao Thắng. Bên tay phải này các bạn là Tam Tông Miếu này, Phật Bửu Tự Tổ Đình. Tam Tông Miếu, ở đây thì có khám chữa bệnh miễn phí.
trời mưa nên là thời tiết Sài Gòn lúc này cũng khá mát mẻ. Nhưng mà mưa thì buôn bán ế ẩm, mưa thì sẽ không có đông khách như là trời nắng. Nói gì thì nói, nắng vẫn còn có thể bán được trà đá, bán nước mía, rồi bán kem, bán các loại thức ăn khác. Nhưng mà trời mưa đó là người ta cũng biếng đi. Bây giờ thì Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi vào con đường Điện Biên Phủ, ngày xưa là con đường Phan Thanh Giản đó, thưa quý vị và các bạn. Ở bên tay trái chúng ta là Hội Thánh Tin Lành, Chi Hội Bàn Cờ. Còn quẹo phải đây các bạn là chúng ta sẽ đi vào khu cư xá Đô Thành. Đây, lối đi vào khu cư xá Đô Thành đây các bạn. Đây đang là con đường Nguyễn Hiền, thì giao cắt với các con đường số 1, số 3 trong cái khu này. Đây, số 1 đường Nguyễn Hiền, đường số 1 cắt với đường Nguyễn Hiền. Ở Sài Gòn cũng có khá nhiều những cái khu cư xá, như là cư xá Nguyễn Thiện Thuật, cư xá Kiến Thiết, rồi cư xá Đô Thành, cư xá Phú Lâm. Hầu hết những cái căn nhà ở đây thì có chiều ngang, diện tích chiều ngang là khoảng 4m cho tới 5m. Và người ta cũng có thể để xe hơi ở trong nhà được. Ngày xưa thì nhà khá là rộng. Sau này có một số những cái căn hộ mà căn nhà đó mà gia đình người ta cần, người ta sẽ bán hoặc là người ta tách đôi, chia nhỏ nó ra. Ví dụ như trước là mặt tiền là 5m, 6m có thể ta tách đôi, tách thửa. Bán để chia cho các con. Đây, chúng ta đi vào con đường đường Vườn Chuối nha các bạn. Cơm trưa là 30.000 một phần, bình dân, giao hàng tận nơi này. Có cả số điện thoại luôn. Quán cơm trưa thỏ con. Vậy là còn có cả thỏ mẹ, rồi thỏ bố nữa. Bán dây sạc, tai phone, rồi Mobi, Vina, Viettel, SIM, thẻ cào, điện gia dụng. Ở đây là con đường số 2, lối đi vào khu cư xá Đô Thành. Và trên đường này thì cô chú anh chị cũng nhìn thấy là buôn bán cũng đa ngành nghề. Các nhà thuốc, rồi những cái người làm nghề may, sửa chữa, may vá. Bên tay phải cô chú anh chị là đường số 4, khu cư xá Nguyễn Thiện Thuật, khu cư xá Đô Thành.
Bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải. Đấy, những người bán vé số đứng ở ngay gốc cây bán vé số này. Đây mình sẽ quẹo một cái con hẻm này nhé. Hẻm này là hẻm 399 của đường Nguyễn Đình Chiểu. Trong hẻm nhỏ thôi nhưng mà cũng buôn bán, kinh doanh cũng đủ các ngành nghề, cửa hàng, cửa hiệu, quán cơm. Quán cà phê. À, ngay góc này các bạn là có một cái cửa hàng họ bán chuối nướng này. Đó. Đó, có cái cửa hàng này họ bán này, bán các loại chuối nướng. Đây, Tuấn Dương sẽ đưa cô chú anh chị chúng ta đi một cái con hẻm này này. Vào 10m, khách sạn mini cho thuê ngắn giờ. Đó, cho thuê theo tiếng ấy. Ai vào tâm sự thì vô đây. Đây, những căn nhà người ta phá dỡ đi để chuẩn bị xây dựng lại này các bạn này. Đó, trước đây thì cũng là hai căn khác nhau. Đó, giờ đổ phá dỡ đi rồi san phẳng nền để chuẩn bị xây dựng mới. Đây là hẻm 32 Cao Thắng nhé. Con hẻm này thì xe hơi khó vào. Hẻm cũng khá nhỏ thôi. Người dân thì họ buôn bán kinh doanh cũng đủ các ngành nghề. Đó. Hẻm thì chiều ngang được khoảng 2m. Trong hẻm cũng khá sạch sẽ nha các bạn. Mình thấy không thấy vứt rác bừa bãi. Rồi, ra tới ngoài này thì cái hẻm rộng hơn một chút. Rồi. Rồi, xin mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi về phía con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Thập Tự. Đây người ta có một cái bảng rất là lịch sự này. Anh chị em nào đi bệnh viện Từ Dũ, nhìn theo mũi tên thấy nhà lầu cao màu vàng, nhìn lên trên thấy hình mẹ bồng con, cảm ơn. Đó, chỗ này chú bán áo chùm xe hơi 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ để bán áo mưa. Mọi người đang chờ di chuyển qua cái nút giao này. Đây ngay góc ngã tư này, ở bên phải và bên trái đều là
khuôn viên của bệnh viện Từ Dũ. Đây là một cái bệnh viện phụ sản. Đây là bệnh viện phụ sản rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Đây khu khám bệnh này. Đây là cái khu này là cổng số 3. Đó. Các chị em ở các nơi thì lên đây là khám thai, rồi khám sinh con, đặt trứng, canh trứng, nói chung là các kiểu. Địa chỉ đây là nằm trên con đường Cống Quỳnh nha các bạn. Đó, mọi người họ bán hàng rong ở phía trước cổng. Cấm tụ tập buôn bán bánh mì thịt, cháo. Người ta đang kêu là không có nghe lời cò mồi mà vào thẳng bên trong bệnh viện. Sở dĩ phải cảnh báo như vậy các bạn là do là cũng có cò mồi. Đó, có cò mồi nên là người ta mới cảnh báo là phải vào thẳng trong bệnh viện để khám, chứ đừng có nghe lời cò mồi. Nghe lời cò mồi nó vẽ tiền ra quá trời loại tiền. Thì đây cũng là một những cái trong những các cái vấn đề nhức nhối của các cái bệnh viện lớn ở Sài Gòn. Người dân ở dưới tỉnh lên đó, thì thường là lạ nước lạ cái, không có biết gì cả. Không có rành đường đi lối lại, cũng không có biết là khám chữa ra sao, đầu cua tay ếch nó thế nào. Thì mấy anh cò mồi là các anh sẽ dẫn vào các cái phòng khám tư. Ví dụ như khám thai thì anh ấy vẽ ra là thai bị A, B, C, D, E, các kiểu con đà điểu. Sau đó rồi kêu phải tiêm thuốc nọ, khám rồi điều trị. Nói chung là sẽ hù cho mình cảm thấy sợ, tốn tiền, cực kỳ tốn kém. Rồi họ lấy tiền mà bệnh thì không có khỏi. Đây chúng ta đang có mặt ở giao lộ vòng xoay Cống Quỳnh này các bạn này. Cống Quỳnh cắt với Nguyễn Trãi và Phạm Ngũ Lão. Ở đây thì người ta đang rào chắn lại để sửa chữa ở phía dưới. Ở trước mặt cô chú anh chị là ngôi chợ Thái Bình. Đó, ngôi chợ Thái Bình. Đây đang là cổng số 1. Đó, trước cổng chợ đấy các bạn thấy người ta cũng buôn bán quần áo. Chợ truyền thống lúc này thì cũng khá là vắng khách. Đây, Tuấn Dương sẽ quẹo đi vô trong chợ cho cô chú anh chị chúng ta coi thêm. Trong chợ thì cũng buôn bán cũng đủ ngành nghề. Đồ ăn, thức uống. Này, không biết là cái lối này xe có vô được không ta. Không, người ta để kín rồi. À đây, xe lối này có thể vô được này các bạn này. Đi vô trong cho các bạn coi. Đấy, bán rau, củ quả, vé số. Đó, cô bán vé số là len lỏi vào tận trong chợ để mời các tiểu thương. Chợ thì bà con cũng chủ yếu là họp buổi sáng một chút thôi. Buổi chiều giờ này không có khách.
Rồi mình quẹo phải vào hẻm 373. Ra những cái con hẻm nhỏ này rất ít khi Tuấn Dương đi vô các bạn ạ. Thường mình có việc hay là liên lạc gặp người quen người thân gì đó thì thường có cái địa chỉ rõ ràng với người ta buôn bán, người ta hay lựa cái khúc mặt tiền để ta thuê. Còn ở trong hẻm này thì đa số chỉ dùng để ở hoặc là cái dịch vụ cho thuê phòng. Cho thuê phòng cho khách du lịch. Tới đây thì khá là rộng này các bạn này. Đây, mình sẽ quẹo phải tiếp. Đây là hẻm 160 của đường Cống Quỳnh. Bên kia đường các bạn là trường Đại học Escada sân khấu điện ảnh. Đây. Trường Đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, do là nó rớt mất chữ rồi. Đó. Thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đó. Ngành sân khấu điện ảnh thì của nước nhà nếu mà so với các quốc gia trên thế giới thì của mình không có phát triển như nước của các bạn. Mình hiếm có những các cái bộ phim hay xuất khẩu. Đây Tuấn Dương sẽ quẹo trái, mình đi vào con phố Tây Bùi Viện cho cô chú anh chị chúng ta coi. Đây là khu vực phố Tây Bùi Viện. Khu vực này thì tổ chức đi bộ vào tối thứ bảy và tối chủ nhật. Đây, ở trong này các bạn thì những cái con hẻm này đó là người ta cũng kinh doanh buôn bán, cũng chủ yếu là các cái dịch vụ là ăn uống rồi cho thuê phòng trọ làm neo. Hẻm trong này cũng rất nhiều cái hẻm nhỏ. Khu phố này thì gọi là khu phố Tây bởi vì có nhiều người khách nước ngoài tới thuê phòng này, ăn uống này, vui chơi nên họ gọi là khu phố Tây. Tây ở đây là Tây nghèo nghèo thôi nhé các bạn. Tây ba lô, tức là họ không có chi tiêu quá nhiều. Đây, một em đi trông rất là dễ thương này các bạn này. Đấy, bưng đồ ăn đi. Đó, đi cái đôi giày cao gót cỡ khoảng mười mấy phân. Em mới bưng thức ăn đi, nhìn cái dáng rất là hấp dẫn này. Rất là sexy lady. Đây, chúng ta sẽ đi vào cái hẻm 107 của đường Bùi Viện nha các bạn. Bún bò giò heo. Hẻm nhỏ xíu xíu, người dân cũng buôn bán đủ các ngành nghề. Có cái hẻm này cụt rồi cô? À dạ dạ. Rồi con cảm ơn.
Rồi, hôm nay chỉ đi tới kia thôi. Nó còn một cái hẻm nữa. Còn một cái hẻm nữa các bạn, thông ra con đường Trần Hưng Đạo. Để Tuấn Dương sẽ tìm xem nó là hẻm bao nhiêu. Hình như nó hẻm tám mấy. Bên kia các bạn nhìn các cái dịch vụ massage. Đâu đó nó gần gần đây này. Đây, không có nhớ rõ. Đây, hẻm 57 Bùi Viện. Để cho chắc cú Tuấn Dương sẽ đi ra con đường Trần Hưng Đạo, sau đó mình sẽ đi vô Bùi Viện cho các bạn coi nhé. Đây mình quẹo phải là gặp con đường Đề Thám này. Đây, quẹo phải chúng ta đi vào con đường Trần Hưng Đạo. Đây, chúng ta sẽ đi vô con hẻm này. Hẻm này là hẻm 100 Trần Hưng Đạo nhé các bạn. Con hẻm này Tuấn Dương cũng có đi một vài lần rồi, nhưng mình ít đi. Để các bạn thấy này, mấy bạn Tây này, thuê cái nhà tút ở trong hẻm rồi đi ra. Đó, đây chúng ta quẹo. Đây là hẻm 57. 57 Bùi Viện. Hẻm 57 Bùi Viện nha các bạn. Hồi nãy mình cũng đã ngờ ngợ rồi. Rồi tới đây rồi chúng ta sẽ băng qua một con hẻm này là hẻm 84 Bùi Viện. Các tiệm massage, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, spa, phòng cho thuê, cho mướn. Các bạn nhìn thấy là những cái hẻm nhỏ bé, tí teo xíu xíu thôi. Đó, đi vào không khác nào là mê cung thôi.
ra tới đây thì chúng ta quay trở lại con đường Đề Thám. Đó, cô chú anh chị có thể thấy là như là một cái mê cung, cái ma trận. Mình là người dân địa phương, mình thỉnh thoảng mình mới đi qua nhưng mà mình cũng không thể nhớ hết được những các cái đường ngang ngõ tắt. Đây chúng ta vẫn đang có mặt trên con đường Bùi Viện. Giờ này thì cũng không có nhiều khách. Đa số là khách người ta sẽ đi chơi city tour, rồi đi tham quan du lịch loanh quanh Sài Gòn. Buổi tối thì người ta mới về đây để ta chơi. Giá cho thuê các cái mặt bằng trống ở khu vực này cũng rất là đắt nha các bạn. Chưa biết là thuê thì có buôn bán kinh doanh có thành công hay không, nhưng mà giá cho thuê thì cũng không hề rẻ, tính bằng ngàn đô không á. Đây, tiếp tục chúng ta sẽ đi ra con đường Đề Thám. Hẻm 28. Hẻm 28 của đường Đỗ Quang Đầu đây các bạn. Đây các bạn thấy tại sao mà những cái trong cái hẻm nhỏ mà hẻm sâu mà bị cháy đó thì xe chữa cháy khó tiếp cận. Anh ấy bán chổi. Các bác Grab cũng... Đấy, khách Tây mà các bạn thấy họ cũng đi cũng len lỏi luồn lách vô tút trong này. Đó, đó, đây đây. Đó, họ cũng không biết là đi rồi nó tới đâu nữa. Đi hẻm nhỏ chút xíu xíu thôi. Đó, họ lại ra đây. Đó. Đấy, các bạn thấy là hẻm bé tí tèo 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 luôn. Mê cung luôn. Như là cái trò chơi đánh trận này các bạn. Hẻm này ấy, các bạn mà chở đồ vào trong nhà cũng rất là khó.
cô bác anh chị nào mà buổi đêm mà mình đêm tối mà tắt hết đèn, tắt hết điện đấy, mà cô bác có đủ can đảm để mình đi trong những cái hẻm nhỏ đấy thì hãy comment. Đây giờ Tuấn Dương sẽ đi ra con đường Đề Thám và cũng có một cái hẻm nữa, rồi lát xíu mình sẽ quay lại con đường Đỗ Quang Đầu cho cô bác anh chị chúng ta coi. Tuyến đường Đề Thám này đó thì có nhiều các cái công ty vận tải bán tour du lịch, những cái công ty vận tải bán tour du lịch rồi vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh. Bên tay trái của cô bác anh chị là công viên 23 tháng 9. Đây, mình sẽ quẹo vô cái hẻm này này, hẻm 283 đường Phạm Ngũ Lão. Khu này thì cũng là cái địa chỉ mà khách nước ngoài, khách Tây rất là thích. Thích chỉ đơn giản bởi vì nó rẻ, đơn giản có vậy thôi. Thay vì thuê các cái phòng ở ngoài mặt tiền các bạn thì giá nó mắc hơn. Người ta sẽ thuê mướn ở trong này, giá thành rẻ. Khách Tây các cô chú anh chị nhìn cũng khá là đông. Indian Lily Hotel. Rồi mình sẽ quay ra. Đây đang là góc của đường Đỗ Quang Đầu cắt với con đường Bùi Viện. Này mời cô bác anh chị chúng ta đi thêm một cái con hẻm nữa. Ban ngày các bạn thì mình đi thì nó dễ dàng xác định cái phương hướng hơn và dễ tìm lối ra. Còn buổi tối đó là cũng hơi khó. Đây, mình sẽ quẹo cái hẻm này đi ra ngoài cho các bạn coi nhé. Đây là phía trước cũng có một cái hẻm này, đi cái hẻm bên hông này. Dạ, em nghe. Dạ. Vâng. Vâng. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Thưa các cô bác anh chị, bây giờ thì Tuấn Dương sẽ quay ra phố Bùi Viện, cắt với con đường Cống Quỳnh. Thì khúc này đó các bạn, nó có một cái hẻm này, để Tuấn Dương sẽ đi vô cái hẻm này. Đây, hẻm này là hẻm 117 Nguyễn Cư Trinh. Đó, hẻm này vô mình cũng rồi, có lò bánh mì,
rồi đến đây thì mình cũng không biết là còn cái lối đi tiếp theo nữa hay không. Tới kia thì họ chắn rồi. Đây, hình như trước mình cũng có vô đây một lần rồi. À, cái hẻm này cũng là hẻm cụt nha các bạn. Đây vẫn thuộc cái khu tứ giác Mã Lạng. Cái này nó thuộc về vấn đề quy hoạch các bạn ạ. Do cái khu đô thị cũ nó cũng đã phát triển nhiều năm rồi. Và có thể là từ cái thời trước để lại, khi mà cái quy định lúc đó nó còn chưa rõ ràng, thì nhiều hộ gia đình nha các bạn, là người ta xây dựng, người ta không có chừa lộ giới, và có thể là ta lấn chiếm, dẫn đến là các cái đường đi lối lại ấy, nó nhỏ xíu xiu. Đây mình nhớ bên tay trái kia cũng có một cái hẻm nhỏ lắm, mà thôi hôm nay không có đi vô nữa. Bây giờ thì Tuấn Dương sẽ quay ra con đường, đây là khúc Nguyễn Cư Trinh, cắt với vòng xoay Cống Quỳnh. Và hướng di chuyển này các bạn là chúng ta sẽ về giao lộ Nguyễn Cư Trinh, cắt với con đường Nguyễn Trãi. Trời bây giờ lại đang bắt đầu có những cái hạt mưa rồi. Quẹo phải này chúng ta vào cái khu tứ giác Mã Lạng này. Còn hướng đi thẳng đây là góc Trần Đình Xu cắt với Nguyễn Cư Trinh. Cuối con đường Nguyễn Cư Trinh là Nguyễn Trãi. Tới đây thì Tuấn Dương xin tạm dừng video. Cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian để theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để đồng hành cùng với Tuấn Dương trong những video mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.